Xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình có lên ít giao các thái hàng cỏ của Nhật. Đầu tiên mình giới thiệu với anh em về một con phủ Titan này. Con này còn khá là ngon, có bề mặt phủ nó cũng chưa có bị mòn hết. Đa phần những cái con này thì đều là thép 2 carbon. Con số 1 thì nó được phủ Titan, khá là đẹp, rất bắt mắt. Những con này thì mình đã mài sẵn cho anh em rồi. Đó, con số 2, số 3 cùng một hãng này. Những con này thì cắt rau củ quả thái thịt cũng rất là ok. Đa phần là 2 carbon hết nha anh em. Thì cũng có mấy con cỏ này thì mình cũng sale với giá là 150.000 cộng ship một cây. Đó, anh em xem trên hình thích con nào thì báo số con đó cho mình rồi mình gửi cho anh em. Mấy con mà nó có lỗ hoặc có gờ như thế này nè thì nó thái rau củ quả rất là tốt vì nó chống dính, nên anh em cắt khoai tây, cắt cà rốt thì nó không có bị dính cây lưỡi dao, dưa leo rồi cũng vậy, nó ít có bị dính hơn. Những cái vết gờ như thế này thì nó chống, nó dở, nó tách cái miếng thái lát mình ra hơn, nó không có bị dính trượt 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 lưỡi dao như thế này. Đó, nên cái dòng dao này thì đa số dùng để cắt rau củ quả. Đó, anh em xem nó đều có một cái gờ này để tách cái miếng nó ra. Tuy nó là cỏ nhưng mà nó toàn là mấy dao ngon không à, dao chất thép dày dặn ngon lắm. Mấy con này cầm vô thấy thích tay lắm. Con 5, 6, 7 là của thằng Kai nè. Đó. Còn con này thì nó cũng mờ hết thương hiệu rồi, nhưng mà nó phủ Titan thì đa phần những con đều ngon hết á. Chà lét con này cũng ngon, dày dặn. Mấy con này thái khoai tây, cà rốt, củ quả, rồi dưa leo, rồi ngon. Chất rau cũng được. Mình sale giá chỉ là 150.000 cộng tiền ship một cây thôi. Đó, có mấy con cỏ mình lượng rất là ngon, cán cán nhựa đúc. Ở video này thì mình cũng xin kết thúc tại đây. Đó. Những con này thì mình đã mài sơ cho anh em rồi, anh em cứ về việc xài. Nhiều khi anh em mua nhiều con về đỡ tập mài cũng rất là hay. Những con này chất lượng nhưng giá rẻ. Đừng thấy giá rẻ là ấy nha, giá rẻ là do mình sale đó, chứ mấy con này thì chất lượng lắm, khỏi bàn luôn. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin thân ái chào tạm biệt tất cả.